Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh vừa tổ chức họp nghe báo cáo kết quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng các phường xã và thảo luận về dự thảo các kế hoạch hoạt động liên quan đến công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Kết quả triển khai đến tháng 3 2023, tổ công nghệ số cộng đồng thành phố Long Khánh đã tích cực thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến từng hộ gia đình, người dân trong ấp khu phố để mà thực hiện chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trên địa bàn có trên 21.000 người dân cài ứng dụng Long Khánh Smart, trên 72.000 người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử, trên 50.000 người dân cài đặt VSSID, trên 40.300 người dân cài đặt VNEID. Triển khai hiệu quả thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt cho các hộ kinh doanh trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân An và nhiều hoạt động tích cực trong công tác chuyển đổi số. Hiện thành phố đang triển khai thí điểm tổ công nghệ số cộng đồng tại 15 trên 15 phường xã. Tính đến nay, thành phố đã thành lập được 73 tổ, trong đó mỗi phường xã, khu phố, ấp thành lập một tổ với tổng số 472 thành viên.